Những câu nói sẽ giúp bạn kiềm chế cảm xúc mỗi khi tức giận. Các bạn cùng mình xem nhé. Giữ sự nóng giận trong người giống như tự uống thuốc độc và hy vọng người khác phải chết. Cuộc sống rất ngắn ngủi, người duy nhất bị tổn thương sau xung đột lại chính là bạn. Hãy tha thứ cho tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân mình. Giữ sự bực tức trong người giống như bạn đang cầm than nóng trên tay với mục đích ném vào người khác. Bạn chính là người đầu tiên bị đốt cháy. Tìm cách trả thù tức là bạn đang đào hai cái mộ, một cho chính mình. Việc tìm cách trả thù người khác chỉ khiến bạn thêm tức giận, lãng phí thời gian và hủy hoại bản thân. Hãy sử dụng thời gian đó làm những điều có ích cho cuộc sống thay vì làm tổn thương người khác. Nụ cười có thể hàn gắn mọi thứ, còn sự tức giận có thể giết chết hàng triệu điều. Cái bắt tay có thể động viên hàng chục người, trong khi cái chỉ tay khiến hàng ngàn người rời xa bạn. Bạn có quyền tức giận, đồng nghĩa với việc bạn có quyền tha thứ. Mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn, cảm xúc của bạn do chính bản thân bạn quyết định chứ không phải ai khác. Tức giận là một cảm xúc bình thường, nó chỉ xấu khi bạn mất kiểm soát và làm những việc bạn không muốn làm. Khi tức giận hãy đếm đến 4, khi vô cùng tức giận hãy chửi thề. Đây được coi là một cách trì hoãn sự tức giận, giúp bạn giải phóng cảm xúc và có thêm thời gian suy nghĩ về cuộc xung đột. Khi tức giận, bạn phải xem lại cách bạn nói chuyện. Chúng ta thường không để ý đến những lời mình nói khi tức giận, mà không biết rằng những câu nặng nề đó có thể làm tổn thương người khác và không thể lấy lại được. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc là để lại bình luận cho mình biết với nhé.